Hello guys, how are you doing today? Hope that you're doing very, very well. And it's me, Hương Fiona again. In another lesson, we are going to talk about, pronunciation. And you know that pronunciation, I will have two clips. The first clip, we are going to talk about vowels. And the second clip, we are going to talk about consonants. And as you have just seen the pictures, right? I show you the consonants and the vowels in English. We have, 20 vowels and we have 24 consonants, and how to pronounce it in the right way, and how to recognize them in the words. Okay, all of these things we are going to handle in these two video clips. Moreover, we are going to talk about the silent sound and also some special cases at the end of the clip. Ok, xin chào các em. Ngày hôm nay thì cô Hương sẽ cùng với các bạn làm quen với một cái bài tiếp theo về pronunciation, đó là phần phát âm. Và phát âm thì cô sẽ chia ra làm hai clip. Clip đầu tiên đó là clip về vowels, đó là về nguyên âm, và clip tiếp theo sẽ về consonants là phụ âm. Và như là các bạn quan sát ở cái bức tranh đầu tiên trước khi bài giảng của chúng ta bắt đầu, đúng nhỉ? Thì trong tiếng Anh của các bạn sẽ gồm có tổng cộng là 44 âm, trong đó sẽ có 20 nguyên âm và có 24 phụ âm. Dường như là học phụ âm sẽ dễ hơn một chút, bởi vì phụ âm cái hình thức chính tả và hình thức viết của nó giống nhau, khá là giống nhau. Còn về phần nguyên âm thì nó lại biến hóa rất là khôn lường, có nghĩa là nó không hẳn như là những gì chúng ta thấy. Có một lần thì cô đã chia sẻ với các bạn ở cái phần tổng quan rồi, đúng không ạ? Nếu như tiếng Việt của chúng ta thì chữ A đứng ở bất kỳ một trường hợp nào ở các từ khác thì vẫn đọc là chữ A, nhưng mà cùng là chữ A đấy viết trong tiếng Anh thì ở mỗi các từ khác nhau, đúng không ạ? Thì nó lại có cách đọc khác nhau. Ví dụ cô có từ bad là tồi tệ, thì lúc đó chữ A phải được phiên âm là chữ e bẹt này, bad. Nếu như cô có từ bath là cái bồn tắm, thì chữ A của các bạn đang được phiên âm là bath. Nếu như cô có từ day, đúng không ạ? Day là ngày á, thì cô Hương lại phải phiên âm nó là âm A, day. Hoặc là cô có từ camera, thì hai chữ A đằng sau cô lại phải phiên âm về chữ ơ nhẹ là camera. Có nghĩa là cái hình thức chính tả nó chưa thể lột tả hết được cái cách đọc của cái phần phát âm. Thế nên phần chính hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bạn cách đọc, cũng như là cách để răng môi lưỡng miệng làm sao các bạn đọc âm đấy thật là chuẩn. Ngoài ra thì cô hướng dẫn một số những cái trường hợp mà hay gặp nhất. Còn đâu thì cô vẫn phải nói các bạn, đó là để có thể làm tốt bài này thì chúng ta hoàn toàn dựa vào kiến thức, dựa vào kinh nghiệm. Và làm sao có được kiến thức và kinh nghiệm đó, chúng ta phải tích lũy hàng ngày. Gặp một từ mới các bạn phải tra từ điển và xem là chúng ta đã đọc đúng chưa. Ok, cô sẽ nói cho các bạn biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái gì. Vì là cái bọn này nó có rất nhiều trường hợp, thế nên là cô sẽ chia bài giảng làm hai phần. Phần 1 chúng ta nhắc đến những cái cặp nguyên âm đơn. Trong tiếng Anh của các bạn sẽ có 12 nguyên âm đơn. Và như là các bạn nhìn thấy đây thì cô đã chia nó ra thành các cặp nguyên âm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi từng cặp một. Sau hết 12 nguyên âm chúng ta sẽ đến 8 nguyên âm đôi, đúng nhỉ? Diphthongs là 8 nguyên âm đôi. Ok, trong tiếng Anh người ta gọi từ này là diphthong. Ok, nguyên âm đôi chúng ta sẽ có 8 nguyên âm đôi, được chưa nào? Và lần lượt thì các bạn sẽ được cô Hương hướng dẫn hết tất cả bọn nó nhé. Thế thì đầu tiên thì mình cứ nhìn đây, cô hướng dẫn về cách đọc trước ạ. Ok, thì các bạn có thể thấy một điều là gì nhỉ? Âm tiếng dài trong tiếng Anh thì nó sẽ có dấu 2 chấm. Con nhá, khi mà con tra từ điển ấy mà con thấy một cái âm nào đó mà nó có dấu 2 chấm như thế này thì chắc chắn là đó là một âm dài của tiếng Anh. Và một nguyên âm dài của tiếng Anh thì cái trường độ đọc của nó sẽ phải dài hơi hơn so với các âm ngắn, đúng không ạ? Và cô lấy đầu tiên đó là nguyên âm y và e, được chưa? Y và e. Thì rõ ràng là nguyên âm y, các bạn thấy là cô phải gì nhỉ? Kéo miệng ra, đúng không ạ? Miệng của cô sẽ kéo ra về phía hai cái mang tai và tưởng tượng như là các bạn đang mỉm cười, được chưa? Y, ok, y. Và hôm trước chúng ta có những cái từ gì nhỉ? Ví dụ như từ sheep, đúng không ạ? Là con cừu, đúng nhỉ? Sheep. Hoặc cô có từ gì nhỉ? Cô có từ meat là thịt, đúng không ạ? Vân 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 vân. Hoặc cô có từ heel là cái cao gót, đúng không ạ? Hoặc cái gót chân của mình, được chưa nào? Đấy là y, y. Còn từ tiếp theo cô đọc là e, được chưa? E. Cô đọc rất là ngắn, được chưa nào? Ngắn, mạnh và nhanh. Nhớ cho cô nhé, âm dài này thì nó phải đọc dài hơi, đúng không ạ? Phải đọc dài hơi, long, Và một số âm nó sẽ đọc sâu trong họ là điện. Nhớ nhá, âm dài thì đọc dài hơi và đôi lúc nó sâu. Một số âm sâu có thể hiểu các bạn là âm ồ, âm ồ và âm ờ. Ngoài cái dài ra thì nó còn sâu trong họng nữa. Còn cái âm ngắn á, cái âm ngắn nhá, đây là âm dài hay chưa nào? Cái âm này là âm long. Còn giả sử chúng ta đang nhắc đến âm short, đấy nhá, âm short ngắn nhá, thì các bạn phải đọc cho cô này, nó ngắn này, strong, ngắn, mạnh và nhanh là fast. Ok, ví dụ cô lấy ở âm chữ e thì thực tế là nó không đọc là âm y như mình nữa, nó đọc là e. Vì vậy, ok, e. Thế nên là các bạn sẽ đọc cái âm này nó rất là dứt khoát, đấy chưa nào? E. Để răng môi lưỡi miệng của mình giãn nghỉ nhá. E. Ví dụ các bạn có từ ship. Thằng này là sheep, còn thằng này là ship, được chưa nào? Hill là gót và các bạn có từ hill, ngọn đồi, đọc rất là ngắn, hill. Chữ e đọc nó là con của chữ y và chữ e, được chưa? Trong tiếng Anh không hề có chữ y, nó chỉ có âm e, e. Được chưa? Rồi thì nữa chúng ta sẽ gặp lại bộ âm này nhá. Cô Hương cứ giới thiệu cách đọc một cách khái quát, chút nữa lại nhắc lại. Tiếng Anh mà nó cứ phải nhắc đi nhắc lại, các bạn nhớ chưa? Phải nhắc đi nhắc lại, đọc đi đọc lại thì nó mới có một cái âm thanh chuẩn và nó mới nhớ sâu trong đầu được. Tiếp theo các bạn có âm e, e bẹt. E bẹt trong tiếng Anh có hai cách đọc. Một là các bạn sẽ đọc theo hướng của người Anh. Anh thì lúc đó bạn bắt đầu chữ e sau đó chuyển về chữ a, đọc là a a. Thế nên là cùng là chữ này con nhá, đọc theo Anh này, British English này, và chúng ta có American English này, thì Anh Mỹ nó sẽ đọc chữ e liên tiếp và đọc là rất là nhẹ, mềm và mỏng, đọc là e. Thế nên là cùng chữ này tiếng Anh bạn sẽ nghe đó là man, man, có nghĩa là bắt đầu mở miệng chữ e sau đó kết thúc bằng chữ a, man. Còn Anh Mỹ thì nó lại đọc một hơi chữ e dài và mỏng, man, man, man và man. Đấy thế nào? Nó đọc theo cách nào cũng đúng. Apple, apple có đọc e đúng không? Apple, có kia apple, apple, có nghĩa là nó hơi chữ a ở phần cuối của iPad. Còn e thường thì đọc cũng đơn giản thôi ạ. E thường các bạn phát âm như chữ e của tiếng Việt nhưng mà rõ ràng là nó phải ngắn, mạnh và nhanh, nhớ chưa? Lúc nào bạn cảm giác như nó hơi bị giật lại một chút. Ví dụ như là bed là cái giường đúng không? Head là cái đầu đúng không? Dress là cái váy, được chưa nào? Đấy là âm e và e. Chúng ta đến tiếp với âm u và u. Thì bây giờ bạn đã quen rồi đúng không ạ? U có hai dấu chấm chứng tỏ nó phải là một âm dài. Âm dài các bạn cứ kéo cho cô. U u. Ví dụ các bạn từ cool, đúng nhỉ? Hôm trước chúng ta học tại sao không nói tiếng Anh thật là ngầu đúng nhỉ? Cool. Hoặc các bạn có từ school, đúng nhỉ? Hoặc có từ afternoon, hoặc có từ moon, hoặc có từ bamboo, được chưa? Đấy là u. Thế còn u ngắn, u thế nó nằm ở những từ nào nhỉ? Ví dụ như từ pull là kéo đúng không ạ? Hoặc từ cook là nấu nướng, hoặc từ look, đúng không ạ? Những cái từ mà nó ngắn, cool hoặc là cook. Thế này làm sao mà nhận ra được nhỉ? Hai chữ o này, o l đúng không ạ? Hoặc là o k, thì các bạn thấy là nó thực tế là nó không phụ thuộc vào hình thức chính tả lắm mà bạn bắt buộc phải tra từ điển. Có chăng là những cái trường hợp mà chút nữa cô giới thiệu các em ấy thì là những cái trường hợp mà nó sao nhỉ, nó giống nhau thì mình cũng có thể nói và dành cho nó một chút cái lưu ý để các bạn có thể nhận biết nó một cách dễ dàng hơn, nhớ nhá. Cái âm dài thì bạn đọc cho cô này dài và sâu, còn ngắn thì đọc ngắn, mạnh và nhanh. Tiếp theo các bạn có âm o và âm a. O ví dụ như là các bạn có từ heart, heart là trái tim đúng không, mà rất nhiều em đọc là hurt. Nếu đọc là hurt thì các bạn sẽ nhầm sang từ này. Đây, đây là hurt. Hurt của bạn có nghĩa là nỗi đau, hurt. Còn đây trái tim đọc là heart. Ok, còn một cái từ giống như kiểu là các bạn viết chữ e và chữ ớ hoặc chữ á của chữ e, chữ ớ, o của tiếng Việt đúng không ạ? Cái dấu nó giống như vậy. Và đọc cho cô nhé, đọc là ok. Các bạn từ honey, hoặc là các bạn từ cup, nut, vân vân, hoặc shut up, đúng nhỉ? Im miệng đi, shut up. Ok, thế thì cái chữ o, heart, star, market, hoặc là mark, hoặc là start, đúng như là âm o, bath, âm o. Ok, âm o và o thì nó cũng chia làm hai trường hợp. Âm o là các bạn kéo dài nhá, o. Ví dụ các bạn có cái cửa là gì ạ? Door. Hay đọc là door. No, I don't say door, I say door. Có nghĩa là gì ạ? Nó vừa dài và nó vừa phải gì? Sâu đúng không? Door. Ok, o, door. That's it. Chúng ta có âm o ngắn nhá. Ví dụ các bạn từ hot, nóng này, hoặc các bạn có từ long job là một công việc dài hơi à? Long term job. Ok, thôi bạn tách ra cho cô nhé. Từ này job thì rõ ràng là ngắn rồi đúng không? Từ long, tại sao bạn cảm giác nó vẫn hơi dài dài? Bởi vì nó bị ảnh hưởng của chữ ngường sau. Nó là long, thế nên nó là ngắn đấy. Long và job ngắn nhé. Âm này nhớ là phải kéo dài và sâu xuống cổ họng cho cô. Còn âm này thì là ngắn. Anh Mỹ thì nó có thể đọc nó giống như chữ A nhẹ. Ví dụ bạn từ hot là anh thì nó đọc là hot. Thế là khi mà các bạn, cái ví dụ dễ nhất mà các bạn có thể thấy là cái từ này. Các bạn có nghe bài hát của nhóm Wonder Girl đúng không? I want nobody, nobody but you, đúng nhỉ? Em không muốn ai khác ngoài anh, đúng không ạ? Thì nó không đọc là nobody mà họ đang đọc là nobody. Nobody có nghĩa là nó đọc chữ A và chữ A rất là nhẹ, rất là nhanh. Nên là đọc nhanh thì các bạn thấy là nó cũng dưa dừa giống, nhưng thực ra là nó đã chuyển sang âm A rồi. Thế nên là ví dụ như cô có từ tiểu thuyết đúng không ạ? Tiểu thuyết thì mình có thể đọc anh là novel, nhưng mà anh Mỹ họ đọc là novel. Được chưa nào? Thế thì cô có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn ở phía chữ này. Tức là các bạn có hai cách đọc. Anh thì đọc là o, rất là ngắn, mạnh và nhanh. Còn anh Mỹ đọc là a, novel. Đấy chưa? Nobody, hot. Ok, rất là nhanh. Long job or job, it's okay. Ok, cả hai cái đều được, bạn chọn theo cách nào cũng ok nhá. Tiếp theo là các bạn có cái cặp đôi, tiếp theo là cặp và là dài đúng không? Các bạn có từ hurt là đau này. Các bạn có từ shirt là gì nhỉ? Là cái áo sơ mi của mình đúng không ạ? Các bạn có từ nurse là cô y tá. Thì rõ ràng là những cái từ này khi bạn đọc, chúng ta phải đọc là hoặc là con chim các bạn phải đọc là bird chứ không phải đọc là bird. Được chưa nào? Phải dài và phải sâu. Thế còn chữ nhẹ, nhẹ thì cô nói với các bạn đó là nhẹ nó không bao giờ nhận trọng âm cả. Đấy chưa nào? Không bao giờ nhận trọng âm. Vậy có từ family, holiday. Family, holiday, again, ago, camera, ok. Thì các bạn thấy là cam này, trọng âm rồi đây. Thì hai thằng sau đều đọc là cả. Camera, camera, ok. Chút nữa thì chúng ta sẽ đi sâu sắc hơn nữa nhé. Cô vừa mới nói rất là nhanh cho các bạn cách đọc của các cái từ này, đúng nhỉ? Và nhắc lại các bạn một điểm chung nhất, đó là những cái âm nào mà có hai cái dấu chấm ở phía đằng sau thì chắc chắn đó là âm dài, trường độ của nó phải dài và một số từ nó phải sâu. Từ or, từ o và e, o và u và đấy chưa nào? Rồi, bây giờ cô sẽ sang cái phần nguyên âm nhé. Nhưng mà nguyên âm là dissonance, đó là nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi thì nó sẽ là sự kết hợp của hai âm. Các bạn nhìn đây, cô sẽ có 8 nguyên âm đôi đúng không ạ? Trong đó có từ EI này, cô sẽ kết hợp của chữ E và chữ I. Cô đọc âm này là rất là nhẹ này, đọc là A. Ví dụ các bạn có từ day, từ say. Và cái từ này cô không chắc con nói là từ gì nhỉ? Hai từ này là cùng âm khác nghĩa đúng không ạ? Học sinh rất hay đọc từ là wet. Nếu bạn đọc là wet thì các bạn đã vô hình chung là các bạn đã bỏ mất chữ I của cô rồi. Mà các bạn đọc là A đúng không ạ? E tờ S, wait, no, nó là wait. Tức là đọc là way như con đường, sau đó thêm T và wait. Tiếp theo này, I, đó là âm A dài, sau đó cộng âm I, được chưa? I. Ví dụ các bạn có từ mine, của tôi này. Hoặc các bạn có từ fly, tôi tin là bạn có thể bay được. You can fly, ok, I, mine. Oi, nó là âm O dài, sau đó cộng âm I. Có nghĩa là các bạn thấy những cái âm dài như này á thì là những cái âm chủ đạo. I có nghĩa là cô phải o, xong cô i. I, được chưa? Ôi có nghĩa là cô o, xong là i. Có nghĩa là đó là những âm chủ đạo. Âm i ở phía đằng sau chỉ là âm nhẹ nối vào thôi. Ví dụ cô có cậu con trai thì cô phải nói là từ boy, hoặc đồ chơi là toy, hoặc là từ soil, ok? Boy, toy, soil. Các bạn thấy đều là cái âm o nó chiếm chỉ đạo, đúng chưa? Ok, hoặc đây âm I'm, từ I'm, đúng nhá. Không là am mà nó phải có từ I'm, right. Cái từ âm ao là cái sự kết hợp của âm e bèn, a, u, ao, right. Và nó sẽ ví dụ như từ now hoặc là town. Và khó nhất của bạn đó là cái từ mà các bạn hay nhầm này là từ house. Bởi vì học sinh toàn đọc là house thôi, là ngôi nhà là sai nhá. House, hoặc là cái từ làm thế nào ấy, cái từ how. Ok, là các bạn phải đọc lại cho cô sao chuẩn nhé. Âm O trong tiếng Anh là sự chúng ta có thể phiên âm theo kiểu này, hoặc là một số nơi nó phiên âm là âm o u như này cũng được. Đọc là nó sự kết hợp của âm sang âm u. Ví dụ các bạn từ này nhá. một từ không có quá xa lạ với các bạn, đúng không ạ? Từ này nếu mà bạn đọc không đúng, bạn đọc là go. Nhưng mà nếu mà bạn đọc ba từ go này liên tiếp thì nó sẽ ra một cái tiếng rất là buồn cười. Và cô nói các bạn là tiếng Anh từ này phải đọc là go, âm ơ sang u, go, đúng nhỉ? Hoặc là snow, tuyết, đúng không ạ? Hoặc là flow là chảy, blow là thổi, có nghĩa là âm ơ u ơ. Vậy các bạn có những cái từ mà bạn hay sai nhá. Ví dụ cái từ này, từ này bạn không đọc là coat hoặc là quát, bạn đọc là coat. Hoặc là từ con thuyền phải đọc là boat, hoặc là con đường phải đọc là road, âm o. Tiếp theo các bạn có từ ear, ví dụ các bạn từ engineer hoặc là hear là đôi tai, đúng không ạ? Chuyển âm y sang âm ơ, đúng nhỉ? Hear hoặc là hear, hai thằng này là đồng âm khác nghĩa, có nghĩa là cách viết chính tả khác nhau nhưng mà cái âm thanh nó phát ra giống nhau, nghe, đúng không ạ? Hoặc là từ engineer thì cũng là ear, hoặc cái tai của mình cũng là ear. Tiếp theo các bạn từ air. Air này thì là từ e sang ơ và đọc rất là nhanh các bạn nhé. Một số từ bạn hay sai này, các bạn hay nói là tóc là hair, không phải đâu, tóc phải là hair. Hoặc là động từ chăm sóc phải là care. Ok, hair, care, air, không khí chúng ta, đúng không ạ? Mary, ok, hay những cái này là air, okay, air. Các bạn từ ua, ua, các bạn từ tour, tour là nghèo, đúng không? Hoặc là tour là một chuyến tham quan, tour hoặc là tour. Rồi, thực ra thì nó còn có cả nguyên âm 3. Nguyên âm 3 nhưng mà nó cũng không có quá nhiều. Nguyên âm 3 ví dụ như có từ fire, đúng không ạ? Fire, âm I thêm âm ở là fire, đúng nhá. Nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Thì các em trong trường hợp này chúng ta xét cho cô, hôm nay chúng ta đi trọn vẹn các nguyên âm là gồm có nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi thì có 8 nguyên âm đôi, đúng không ạ? Và nguyên âm đơn. Nguyên âm thì chúng ta sẽ có sự chúng ta xét theo cặp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cặp, đó là chúng ta sẽ có 12 nguyên âm đơn chia thành 6 cặp và mỗi cặp nó sự kết hợp của một âm ngắn, một âm dài. Và bây giờ cô sẽ chia sẻ chi tiết hơn nữa cho các bạn, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trong những trường hợp nào em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng xét xem là các cặp đôi của âm dài và âm ngắn sẽ có những cái hình thức chính tả như thế nào. Chắc chắn thì đây chỉ là những cái trường hợp mà cô Hương tổng kết để các con có thể dễ học thôi. Chứ còn trong thực tế là cũng có rất là nhiều những trường hợp nó có thể đọc khác đi nữa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái cặp đầu tiên, chữ Y dài Y và E, đúng nhỉ? Y dài cô sẽ viết ở mảng bên này nhá, còn Y ngắn sẽ là ở bên này. Chữ Y dài này, các bạn nhìn thấy này, tea, seed, meat, please và leave. Nó cùng có chữ gì nhỉ? Cùng có hai nguyên âm EA, đúng nhỉ? EA đi cạnh nhau, đúng không? Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ có thấy chữ E, cứ viết qua cái hình thức này, E. Ok, tiếp theo này các bạn thấy này, tree, green, teeth hoặc là meat. Ok, các bạn cùng thấy là nó có chữ gì nhỉ? Có hai chữ E, đúng không ạ? Cùng xuất hiện. Hoặc là ví dụ các bạn có EN cũng được nhá. Ví dụ như là các bạn có từ số 13 cho đến số 19, đúng không ạ? 13, 14 cho đến 19. Ok chưa? E này, ví dụ các bạn từ believe, thief và receive, được chưa ạ? Thì nó cùng có EE hoặc là EI như này, được chưa ạ? Receive hoặc là ceiling, không đọc ceiling đâu nhé, đọc là ceiling. Ok. Rồi thì các bạn có ESE đi cạnh nhau này, ví dụ như Vietnamese hoặc Chinese. Tóm lại là cô có 4 đuôi cho các bạn, đó là đuôi EA, E, đuôi EE, E, đúng nhá, EN hoặc EE, ok, EN, E, EA, EE, đúng không ạ? Rồi và ESC. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái trường hợp bất quy tắc. Trường hợp bất quy tắc ở đây ví dụ như từ này, cô không đọc là pleasure mà cô đọc gì ạ? Pleasure, pleasure. Cô đọc từ này là gì ạ? Weather. Cô đọc từ này là bear, bear là con gấu. Cô từ này là death và cô từ này là breath. Ok, thì rõ ràng là các em thấy những cái trường hợp này nó mang tính chất rất là ngẫu nhiên. Mình thấy là một vài anh đi giống nhau thì mình tổng kết cho nhau xem nhá. Phần tiếp theo là chữ Y ngắn, ê, đúng không? Ê, thì các bạn sẽ thấy có một cái hiện tượng chung, đó là chữ Y ngắn của chúng ta cộng với một cái phụ âm, được chưa? Y ngắn cộng một phụ âm. Ví dụ còn có từ hit, hit, có từ big, it's và bridge, được chưa nào? Trong đó nhá, Y này cộng với chữ T này là hit, Y cộng chữ phụ âm là G này, Y cộng với phụ âm T này, Y cộng với cả cái bọn phụ âm chữ G, chữ G, đúng nhỉ? Bridge, bọn này đọc Y hết ạ. Trong các cái tiền tố, ví dụ tiền tố re, trong từ redo, retry, rewrite, từ in, đúng nhỉ? Trong từ enlarge, từ im trong từ empower thì những cái tiền tố mà cô viết cho các bạn đều đọc là chữ y ngắn ê. Ngoài ra còn một số hậu tố nữa mà các bạn cũng thấy là nó đọc chữ y ngắn ê. Đó là trong hậu tố ish, ví dụ các bạn từ village hoặc là village, message, đúng nhỉ? Language, đúng nhỉ? Tiền hậu tố if, ví dụ như native hoặc là active, đúng không ạ? Tiền tố ly rất là nhiều, đúng không ạ? Daily, yearly, weekly, rồi trong các trạng từ slowly vân vân. Từ it, ví dụ trong từ market, đúng không nhỉ? Đó thì là những cái từ này thì các bạn đọc cho cô là y ngắn nhé, đọc là ê, ê, thấy chưa nào? Và các bạn có thể thấy là cô đã chia ra, cô có viết ở đây 3 cái trường hợp mà học sinh đọc hay sai. Thứ nhất là cái từ này, cái này của cô là women. Women, đó là hình thức số nhiều của woman, được chưa nào? Women. Tiếp theo các bạn có từ busy, không đọc là busy đúng không? Là busy. Và các bạn có từ tiếp theo là từ business, cũng là business, đúng không? Từ này chỉ có 2 tiết thôi nhá, business, được chưa ạ? Rồi thì những cái các bạn thấy không, cô viết phần đầu tiên rất là nhiều trường hợp, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đừng có lo lắng bởi vì là trường hợp đầu tiên nhiều thôi, chứ còn những cái trường hợp phía sau chúng ta sẽ ít trường hợp lại đi một chút để cho các bạn có thể dễ học nhá. Rồi chúng ta kết thúc phần đầu tiên là chữ y và chữ e. Ở đây chúng ta sẽ cùng sang phần số 2, chúng ta xét các trường hợp liên quan đến chữ e và chữ e. Chữ e như cô nói các bạn là có 2 cách đọc, đúng không ạ? Một đọc theo anh thì đọc là e, có nghĩa là từ e sang a. Còn đọc theo anh Mỹ đọc là e, trong đó có từ hands. Cô Hương thì đã hay đọc theo anh Mỹ hơn một chút nhá, cô đọc e bẹt, hands, hoặc từ apple, hoặc từ back, đúng nhỉ? Cô nói các bạn là come back chứ không phải là come back, đúng nhỉ? Hoặc là các bạn có từ bag là cái đeo cái túi của mình, đúng không? Handbag là cái túi mà phụ nữ hay đeo, đúng không? Thế thì chữ e bẹt thì thường hình thức của nó chính là chữ a xuất hiện em nhé. Còn chữ e này thì thường nó sẽ là chữ e nhẹ. Ví dụ spell là đánh vần, đúng không ạ? Land cho vai smell. Ok. Nên là ví dụ như là các bạn để ý kỹ này, ví dụ cô nói là sand, cô đọc như vậy thì đó chính là chữ này này em này. À, sand là cát, đúng không ạ? Nó sẽ khác với động từ send là khi mà các bạn gửi một cái tin nhắn, đúng không ạ? Send và send. Hoặc là ví dụ các bạn có từ lend là cho vay thì nó sẽ khác với từ land là đất hoặc là hạ cánh, tiếp đất. Thì rõ ràng là cách mà chúng ta đọc là chúng ta cũng đang hướng đến các cái từ khác nhau. Nên là nếu mà em đọc mà không chuẩn thì người ta hoàn toàn có thể nghĩ sang các cái từ nó khác đi. Rồi, đấy là số 2 thì rất là ngắn. Cô sang tiếp trường hợp số 3. Chúng ta... vẫn còn một số cái lưu ý ở phía dưới có chữ e nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta có từ any, chúng ta có từ set, chúng ta có từ hat và chúng ta có từ friend, đúng nhá. Tất cả bọn này đều đọc là e nhẹ. Any, friend, hat và set. Ok, so number 3. Cụm số 3 chúng ta xét cặp u và u. Được chưa nào? U dài nhá. U và u. Riêng chữ này thì vừa dài và vừa phải sâu trong cổ họng nữa. Và các bạn thấy là cái hình thức 2 chữ o đi cạnh nhau, nó vừa có thể là chữ u dài mà cũng có thể vừa là chữ u ngắn. Ví dụ các bạn có từ cool, đúng nhỉ? Rất là ngầu, rất là tuyệt, cool. Hoặc các bạn có từ school, đúng không ạ? Là trường học. To, moon, cartoon, bamboo, đúng không? Thì đấy là u dài. Nhưng mà cũng là 2 chữ u đấy, 2 chữ o đấy, trong trường hợp này thì nó là book, u, book, đúng nhỉ? Cook hoặc là good. Thậm chí tí nữa các bạn thấy âm a của chúng ta cũng có một số u đấy. Ví dụ như là các bạn có từ flood là lụt lội, đúng không ạ? Hoặc các bạn có từ blood là máu. Thế là chữ a. Thì rõ ràng là thế thì cũng không hẳn là có một cái quy tắc nào cả mà bắt buộc là các bạn phải nhớ chính xác từng từ và phải tra từ điển nhá, nếu như chúng ta không chắc chắn lắm. Ở đây thì với cái âm u ngắn thì cô có thể nói với các bạn đó là chữ u của chúng ta lại được xuất hiện và đằng sau của nó cộng với một phụ âm. Ví dụ có từ pull là kéo, cô có từ full là no, cô có từ put là đặt xuống, đúng không ạ? Đặt. Hoặc cô có từ push là đẩy. Thì chữ u của các bạn, u hình thức chính tả chính là chữ u luôn và cộng với đằng sau của nó là một phụ âm. Còn phía bên này đối xứng với nó đó là chữ EW. Đây cũng là một hiện tượng mà học sinh cực kỳ hay đọc sai. Học sinh hay đọc cái âm này là âm U. Nhưng cô nói các bạn, âm U của chúng ta không phải, được chưa? Nó cái âm này này phải đọc là u dài con nhá, u dài. Được chưa nào? Ví dụ cô từ grew là động từ quá khứ của động từ grow, được chưa? Chew là động từ nhai, được chưa ạ? Rồi drew là vẽ, Blew là thổi và flew là bay. Thì học sinh bị một cái ảnh hưởng, đó là bạn bị ảnh hưởng bởi chữ này. Chữ này thì là người ta cho âm J đi âm trước âm U dài và nó đọc là âm U, giống như là bạn và tôi, you and I. Được chưa nào? Thì cái âm này cô đồng ý đọc là new. Cũng giống như là cái từ mới, chúng ta bỏ chữ K đi thì cũng có từ new là tính từ mới, đúng không? Thì riêng từ này đọc là you. Còn tất cả các cái từ khác mà cô viết trên bảng cho các bạn, chúng ta nhớ đọc cho cô là U. Được chưa? Đọc lại nhé. Grew, chew, drew, blew và flew. Đừng để người ta bẫy mình, nhớ chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ nhìn tiếp sang cái phần này, phần số 4. Cô phân biệt cho các bạn chữ O và chữ A. Cho nó chữ O của bạn vừa dài vừa sâu nha. O. Ví dụ các bạn thấy là có chữ AR xuất hiện này, nó sẽ là cái hình thức chính tả hay gặp nhiều nhất. Ví dụ trong từ car, park, star, charm. Đấy chưa nào? Có rất nhiều cái thằng mà có chữ O, AR, O, đúng không nhỉ? Star, ngôi sao, đúng không? Bar là quán bar, far là xa, đúng không nào? O. Ok, hoặc là trái tim, đúng không? Trái tim này cũng được phiên âm là chữ A. Học sinh thì rất là hay đọc từ này là từ hot. No, it's a heart. Heart, ok, trái tim nhé, heart. Ok, hoặc là rồi, thì bạn tập trung cho cô này. Tiếp tục này, ví dụ mà cô đọc cái chữ này, chữ A. Chữ A giống như là các bạn đọc chữ A thì màu sắc ấy. A, A, được cô nhé. A, ví dụ cô nói này, trong cái tiền tố unhealthy, untrue, unfriendly, đúng nhá, tiền tố un. Âm này, umbrella, ok? Tức là U cộng với một phụ âm các con ạ. U cộng với một phụ âm. Ví dụ như có từ but, duck, đúng nhá, duck là con vịt, but duck. Còn nếu như từ này nhá, từ này nó có thể bẫy sang từ này, nó từ dark. Đồng ý không? Dark của các bạn thì có nghĩa là tối, đúng không ạ? Một cái là duck, á ngắn nhá, duck. Một cái là dark, là tối. Oh, it's getting dark. It's getting dark, ok? Hoặc một cái từ nữa cô có thể chia sẻ với bạn, đó chính là từ much. Much của bạn là U cộng với chờ, cũng là một phụ âm là much. Thế thì nó khác với từ này, March. March của bạn là tháng 3, đúng không nhỉ? Hoặc là diệu binh. Đó, thì các bạn phân biệt cho cô cẩn thận nhé. Tiếp theo là chữ O cũng có thể góp phần tạo ra một số từ chữ O. Ví dụ các bạn từ mother, mẹ, đúng không nhỉ? Nothing là không có gì cả, ok? O-V-E, hiểu từ love, yêu thương, đúng không ạ? Love, I love you, right? Họ từ glove, rất nhiều bạn đọc từ này là glove, nhưng cô nói các bạn này, từ này đọc là glove, có nghĩa là cái găng tay, thấy chưa? Glove. Rồi, tiếp theo cô sẽ chuyển sang phần số 5, là cô phân biệt cho các bạn chữ O và chữ O, thấy chưa nào? O và O. Chữ O này thì các bạn vừa phải kéo dài vừa sâu. O, ví dụ các bạn từ ALL, các bạn thay cho cô vào đây nhá. Ví dụ từ call là gọi điện, đúng không? Call, ball, cô là côn bôn nhá. Còn là call, ball, hoặc có từ nhỉ? Wall là bức tường đó. Fall là động từ ngã, hoặc là mùa thu. Cô có từ mall trong từ shopping mall, có nghĩa là cô đang đặt ở phía trước ALL một số các cái động từ, một số các cái phụ âm mà nó có thể tạo ra những cái từ có cách đọc là O. Chúng ta có AU này, như các bạn từ author, các bạn từ August, không đọc là author, August nhá. No, các bạn thường thường là bị một cái lỗi đó là chúng ta hay áp những cái cách đọc của tiếng Việt vào cách đọc của tiếng Anh, thì cái đấy là không được. Chúng ta đọc author, August, đúng nhá. Chúng ta có một cái phần nữa của âm O dài, đó là các bạn có thể thấy chữ O, R đi cạnh nhau. Thì em cũng có thể nghĩ đấy là O dài xuất hiện. Ví dụ các bạn từ O, hoặc là chúng ta có từ door, cái cửa. Chúng ta có từ bore là nhàm chán, hoặc là boring, đúng không nhỉ? Ok, thế thì OR, hoặc là floor là cái sàn nhà. Thì đấy cũng là những cái cách mà các bạn đọc là âm O. Thế còn âm O ngắn thì sao? O ngắn bạn đọc là O, đúng không nhỉ? O. O ngắn đọc là O, rất là ngắn mạnh và nhanh như vậy. Thì thường thường là cái hình thức chính tả của các bạn đó là chữ O ngắn đấy cộng với một cái phụ âm. Ví dụ các bạn từ hot, từ dark, từ clock và từ gone. Và các bạn thấy là cô Hương có nói các bạn đó là cách anh ấy thì đọc là O, còn anh Mỹ nó hơi sang chữ A một chút. Nếu như ví dụ các bạn đọc là novel thì đọc là novel, nothing đọc là body hoặc là body, được chưa nào? Hot, dark, clock, gone, được chưa? Đọc nó hơi sang chữ A một chút, nhưng mà đọc rất là nhanh, thế nên là các bạn cũng thấy là nó nghe cũng giống cái chữ O, chứ nó không sang hẳn chữ O. Tại vì nó là ngắn mà, rất là nhanh. Tiếp tục ạ, cuối cùng các bạn có một cái sự phân biệt, đó là chữ ơ và chữ ơ. Ơ các bạn phải kéo dài và sâu. Ơ, ví dụ các bạn có từ này, R này, ví dụ có từ person, person, verb, đúng không ạ? Ir các bạn từ dirty, shirt, Còn có UR, nurse, turn, đúng nha, đều là âm ơ và âm ơ dài. Thế còn âm ơ ngắn thì đọc rất là nhẹ thôi, đọc là ơ. Và cô nói các bạn đây là một trong những cái âm, đây là âm mà có thể nói là phổ biến nhất trong tiếng Anh. Và tất cả những cái âm nào không nhận trọng âm mà đứng sát trọng âm nhá, đứng sát và sạt trọng âm thì có khuynh hướng đọc là ơ. Rất nhiều ví dụ các bạn đã được thấy rồi đúng không ạ? Trong bài trọng âm cô sẽ nhắc lại cái quy tắc này một lần nữa, được chưa nào? Again, go along, nó rất là nhẹ. Rồi thì cô vừa mới đi chia sẻ các bạn cả một bảng đúng không ạ? Cả một bảng kiến thức, giống như cả một biển kiến thức liên quan đến phần phát âm của âm đơn, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần âm đôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang nốt một cái phần nữa, đó là các nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi của các bạn thì cô đã giới thiệu. Chúng ta có nguyên âm A, nguyên âm I, nguyên âm OI, OW, EAR, AIR và UR, đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là thế thì nó được thể hiện như nào trong hình thức chính tả của chúng ta. Với phần A thì các bạn sẽ có 3 đuôi nhá, AI này, EI dài này và EIGH này. Có từ day, say, stay. Nhưng nhớ cho cô nhé, ví dụ từ này khi mà nó có thêm S thì nó phải đọc là says. Các con nhớ chưa? Trong bài hát Who Says có nghĩa là ai nói, nhưng mà ai nói rằng mình không thể. Who says you can't become a, you know, who says oh sorry, cô quên mất lời rồi, nhưng mà ý là cô Selena Gomez đúng không? Ai nói là mình không thể làm được, ai nói mình không thể vượt qua kỳ thi, ai nói là mình không thể trở thành một ngôi sao đúng không nhỉ? Ok, và người ta nói là hãy tin vào bản thân mình, thấy chưa? Chúng ta có từ âm A này, từ hey, gray, obey. Chúng ta có A này, wait. À sorry, xin lỗi nhá. Từ đây là eight. Lúc nãy cô đọc nhầm từ này. Wait, đúng không nhá? Và way. Thì đây đều đọc là A. Học sinh thì được hay đọc, các bạn ấy hay đọc là S, wait. Thì nghĩa là các bạn đã mất đi chữ Y của cô rồi. Nhớ nhá, phải đọc cả đủ cho cô là A. Tiếp theo các bạn có từ này. Từ này thì một trường hợp đặc biệt đấy mà. Từ này phiên âm là height. À sorry, đúng rồi, từ này đọc là height chứ không phải là hết, height, được chưa? Tiếp theo các bạn có đọc cái đọc là I, có nghĩa là một cái sự chuyển âm từ âm A dài sang Y, đọc là I. Và chữ I chúng ta có từ fly, shy và buy, các bạn thấy không? Chữ Y dài nhá, chữ IE nhá, các bạn từ lie là nằm hoặc là nói dối đúng không ạ? Tie, đó là cà vạt hoặc là động từ thắt, hoặc là chết đúng không ạ? Là die, ví dụ như vậy. Các bạn có đuôi IGH này, ví dụ các bạn có từ high là cao đúng không? Các bạn có từ đuôi ILD này, ví dụ từ wild, child, đúng không nhỉ? Các bạn có âm IND, ví dụ các bạn có từ wide, đây là kite và might, được chưa ạ? Tiếp theo này, âm oi là một sự kết hợp của âm O sau đó âm I. Các bạn thấy là OI này, oil, boil, soil, đúng không nhỉ? Oil, boil, soil. Oi dài này các bạn từ boy, cậu bé đúng không ạ? Toy, đồ chơi và joy, đấy là âm oi. Chúng ta sẽ sang tiếp phần số 8 là cô phân biệt âm ow và âm ừ. Ow là sự kết hợp của âm a sang âm u là ow, được chưa? Chúng ta có ou này, mouse, clouds, hour và hour, được nhá? Ow. Chúng ta cũng có ow, ví dụ có từ house, now và town. Nhưng mà cô nhớ các bạn này, OW nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp các em đang đọc là ow, một trường hợp nữa thì có thể đọc là âm ờ. Ví dụ chúng ta có từ slow, snow hoặc là bow hoặc là follow, đúng không ạ? Thế thì khi đó cái chữ OW của bạn phải đọc là âm ờ. Thế nghĩa là cái hình thức chính tả này nó có hai cách phiên âm. Một là phiên âm theo của ow, hai là phiên âm theo kiểu của ờ. Chúng ta sẽ xét tiếp một số các cái cách cái hình thức chính tả của âm âu nhá. Ví dụ trường o này chúng ta có từ go, chúng ta có từ no, potato, đúng không ạ? Chúng ta có oa cộng với một phụ âm này, ví dụ như các bạn có từ coal, than đá, đúng không ạ? Coat. Học sinh rất hay đọc từ này là coat hoặc là quát, nhưng bạn nhớ cho cô nhé, đọc là o. Hình thức phiên âm các bạn có thể thấy là nó u này, hoặc là tra từ điển nó cũng như này, cũng thể hiện là o. Coat là cái áo khoác, được chưa? Hoặc là con đường các bạn là road, hoặc là từ load. Các bạn hay đọc là load thì load ấy, download, mày download tao này, download này nợ sẽ download. Download. Đọc đúng tiếng Anh thì nó phải như vậy. Rồi, thế thì cô Hương chia sẻ với các bạn hình thức của âm ao và hình thức của âm âu. Và cô nói là âm ao này thì cũng rất là dễ đọc thôi, nhưng mà có hai cái trường hợp này, đó chữ house và chữ how này là các bạn cảm thấy hơi khó thôi, đúng không nào? Về cái phần số 9 thì cô chia sẻ nốt vào âm cuối, đó là âm của chữ ear, âm của chữ air và âm của chữ ur. Trong đó âm chữ ear thì các bạn có thể thấy là chữ er, rất nhiều trường hợp đọc là ear, ví dụ như là engineer, pioneer, đúng không nhỉ? Mountaineer là người leo núi, đều là đuôi kết thúc là trọng âm ở phía cuối. ERE hoặc EAR, ví dụ các bạn từ here, nó sẽ gọi là đồng âm khác nghĩa từ này, đúng không ạ? Nó đồng âm thôi nhá. Ok, đồng âm từ này, nhưng khác nghĩa. We're, we're, ok. Chúng ta có từ ear nữa này, ví dụ từ fear. Ok. Air, ví dụ như là các bạn có đuôi của chữ AIR, air. Ví dụ các bạn có chính cái từ đó luôn ạ, không khí các bạn nói là air. Ở trên nào air, chứ còn e không nhá, air. Cô nói cái ghế là chair. Cô nói tóc là hair, ok? Hoặc là cô nói đuôi này, RE, cô có từ care, care, đúng không nhỉ? Hoặc là square, square có mấy nghĩa cơ? Là hình vuông này, là mét vuông này, hoặc là quảng trường, ví dụ Ba Đình Square, đó là quảng trường Ba Đình, đúng không ạ? Và các bạn có âm ur, thì các bạn có ur, ví dụ các bạn có từ sure, are you sure? Ur, sure, hoặc là từ tour, hoặc từ tourist, đúng không nhỉ? Hoặc ok, thì đấy chính là một số những từ, nói chung là ở cuộc sống ta mấy từ nữa cơ, ví dụ như là từ poor là nghèo, hoặc là từ poor là từ chót hoặc là rót. Thì với cái phần phát âm thì cô nhắc lại một lần nữa, đó là phần nguyên âm của chúng ta thì hình thức chính tả và hình thức cách đọc nó không thể nào biểu hiện hết được đâu. Thế nên là cô vẫn khuyên là chúng ta vừa học lý thuyết cô Hương chia sẻ ngày hôm nay để biết được những trường hợp mà nó hay gặp, còn đâu là các bạn vẫn phải tuân thủ một cái rất là nghiêm ngặt, đó là các bạn phải tra từ điển để có một cách đọc chính xác nhất. Và ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, ở một Việt Nam bé nhỏ thôi cũng đã chia thành 3 miền, đúng không ạ? Có 3 cách đọc khác nhau. Thế thì các bạn thấy là tiếng Anh nó được nói rộng như vậy, thì ở các quốc gia hoặc các vùng miền đôi lúc các bạn sẽ thấy là người ta đọc khác nhau một tí. Chính vì vậy ngày hôm nay khi mà cô nói đến Anh và cô nói Anh Việt thì các bạn Anh và Anh Mỹ, đúng không? Thì các bạn thấy là có những trường hợp là nó đã khác nhau rồi. Thì các bạn cũng phải hết sức linh hoạt và mềm dẻo trong cái việc là chúng ta tiếp nhận kiến thức và tiếp nhận cách đọc. Người học tiếng Anh thì người ta thường có cái tính chất đó là rất là mở, rất là open, rất là friendly, bởi vì bạn học một cái mới vào người, đúng không? Thì bạn phải mở ra để bạn đón nhận những cái mới đó. Và thứ hai là rất là linh hoạt, uyển chuyển, chứ nó không kiểu dập khuôn máy móc, hoặc là nó cũng không đến nỗi là khô cứng. Hy vọng các bạn đã thu lượm được rất là nhiều kiến thức hay, và cô hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở một cái bài giảng tiếp theo nói về phụ âm. Okay, so that's it for the lesson today. Bye bye.